Không biết họ nhà tôi đã có mặt trên vùng đất này từ lúc nào. Chỉ biết rằng khi người Việt xuôi về miền đất phương Nam đầy nắng gió, thì chúng tôi đã tồn tại trên bờ khô dưới bùn lầy. Khi con người tận dụng cây cỏ để sinh sống, họ đã đặt tên cho tôi một loài hoang dã giữa chốn bưng biển là sậy. Từ lúc gắn bó với con người, tôi thấy đời mình càng thêm ý nghĩa. Có một thời, họ hàng nhà sậy mọc nhiều đến nỗi lớp cư dân đến đây khai phá đã đặt cho vùng đất mà chúng tôi sinh trưởng là những bãi sậy, tắc sậy hay sậy níu. Những tên làng tên xã nghe hoang sơ mà biết mấy thân thương. Chính nó đã gợi lại một phần ký ức về lớp di dân đầu tiên đến đây dựng làng lập ấp. Có lẽ vì cái dáng mỏng manh đứng phất phơ giữa nắng gió nên hình tượng ấy của tôi được đem ra so sánh là ốm như cây sậy. Nhưng tôi chẳng buồn đâu, bởi nhà nông biết sậy tôi sống mãnh liệt như thế nào. Một thân sậy nằm xuống, một thân khác lại vươn lên. Những cây sậy bất chợt đổ ngã vì bão tố thì trên chính chỗ ấy lại đâm lên những tược non. Chúng tôi tha thiết sống vì nghĩ rằng sự tồn tại của mình là có ích cho đời. Người miền quê tay lắm chân bùn, cần những thân sậy rám nắng, rắn chắc qua bao mưa gió để bện thành những tấm đăng bắt cá. Đó là một sáng tạo của người đồng bằng. Ngày trước, họ hàng nhà sậy kết thân với anh dây chọi. Anh chọi mà tắm trong nước thì dẻo dai vô cùng. Nhưng không phải lúc nào anh dây chọi cũng có mặt, nên bác ba xóm trên đã nghĩ ra nhiều cách để buộc những thân sậy được chặt hơn. Chúng tôi ngâm mình dưới phù sa để giúp người nông dân bắt được những con tôm, con cá cho bữa cơm thêm no lòng. Để rồi chính thân sậy cũng bén rễ bên bến sông để giữ đất, để tấm đăng ngày nào giờ đây làm thành những viền xanh uốn lượn giữa dòng, cứ thế vương mãi trong nỗi nhớ của người xa quê. Sậy tôi cũng làm điểm tựa cho những người nông dân lam lũ đang mơ ước biến vùng đất chua phèn thành vùng đất ngọt với hoa màu trĩu quả. Những thân sậy to trở thành vàng cây lý tưởng để nâng niu biết bao mầm xanh. Tôi thương lắm bao sự tảo tần của người chị, người mẹ quê mình, nên tình nguyện hiến dâng những măng sậy to tròn vừa mới nhú, giúp những đứa trẻ sớm khỏi bệnh trong lúc trái gió trở trời. Nhờ sự nóng tính của anh Lửa, tình thương của cô Ba, nên sậy tôi mau chín để tan ra và làm thành một loại nước mát. Tôi biết chén nước chan chứa tình quê sẽ còn động hoài trong lòng những ai đã đi qua một thời nghèo khó. Dẫu biết rằng thứ nước nấu từ rễ sậy hay măng sậy ngày nay mấy ai còn biết tới mà dùng. Sống giữa miền hoang dã, nhưng bọn tôi chẳng khi nào cô độc. Sậy tôi thích nhất là được nhìn ngắm đám trẻ chạy chơi trên đồng, nơi những chú bò trắng đang nhởn nhơ gặm cỏ. Thời thơ ấu bao giờ cũng thật đẹp. Riêng tuổi thơ của lũ trẻ nhà quê trên đồng xanh thì thật trong trẻo, hồn nhiên. Có lẽ vì lúc nào chúng cũng được tự do khám phá và gần gũi với thiên nhiên. Thế
Thế rồi một ngày nọ, lũ trẻ này đã mang tôi về để chơi đùa với chúng. Tôi có chút tự hào khi thân sậy nhỏ bé nhẹ tên lại trở thành vật dụng không thể thiếu cho biết bao trò chơi dân dã. Người lớn không chọn sậy để dựng nhà thì tụi con nít lại cần sậy để làm nơi che chở, để được chơi thỏa thích trong một gia đình thu nhỏ của riêng mình. Tôi không biết khi lớn lên, lũ trẻ này có còn nhớ những ngày chúng dựng sậy để làm cột nhà, có còn nhớ đứa nào đã làm má, đứa nào xưng con, đứa nào bị sai đi canh cửa khi nhà chòi đã trở nên chật chội. Con nít mà, có giận hờn thì một hồi cũng lại chơi chung. Nhìn những đứa trẻ này bày trò chơi bên con kinh nhỏ, chợt nhớ một ống sậy non để làm chong chóng, một thân sậy ngã màu làm ống hút thổi ra hàng trăm bong bóng đầy màu sắc. Nhiều lần ngửa mặt nhìn trời, sậy tôi cũng mơ mộng làm mây. Thế là một ngày kia, chúng tôi trổ ra những đóa hoa mềm mại, cứ thế phất phơ trong nắng chiều. Giữa chốn bưng biển, sậy cũng có riêng một mùa để tha thiết trổ bông, cho dẫu thứ bông ấy chẳng bao giờ kết trái, cũng không khi nào tỏa hương. Nhưng tôi biết, một triền hoa lao sậy giữa đôi bờ cũng trở thành một miền ký ức, nếu chân những kẻ lãng du đang bất chợt hoài niệm về quê nhà. Nhà thơ Đinh Trầm Ca trong một phút bồi hồi đã viết nên những dòng tâm sự. Em ở đâu giữa muôn ngàn lao sậy, sóng nhấp nhô gió thổi bạc mái đầu. Em có biết chiều nay bông nở, bông rất dài mà đời rất ngắn, sao ta không dội đến tìm nhau. Bông sậy chỉ cần qua hai ngày nắng, qua bàn tay khéo léo cần mẫn của người lao động quê mình là đã có thể trở thành những chiếc chổi quét nhà, giúp cho anh hai chị Tư có thêm đồng ra đồng vô khi mùa lũ đang về. Từ bãi sậy Quan Du đã có những làng nghề hình thành và trở nên nhộn nhịp như làng chổi Phú Bình, làng hoa Sa Đéc. Sậy tôi cũng tự hào vì mình đã góp công làm nên những mùa hoa Tết rực rỡ sung túc. Lúc anh gió tháng chạp thổi về, tôi lại được chủ vườn thu gom để giúp nâng niu cho những chậu hoa cây giống ngày Tết. Nghĩ đến đó, tôi lại cố gắng sống hết mình với ước nguyện giúp ích cho đời, để khi trở về với đất, sậy tôi sẽ không quên tiếng nói cười của lũ trẻ một đồng, tiếng chị sẻ nâu xin bông sậy tha về làm tổ, và sẽ mãi khắc ghi từng gương mặt tảo tần của người đồng bằng lam lũ quê mình. Tôi cũng giữ niềm tin rằng người đời sẽ vẫn nhớ đến mình như một loài cây quan dại mà gần gũi, hữu dụng, đỡ đần người miền quê trong cuộc mưu sinh. Tôi cũng mong mình được như người miền Tây, chân chất, lạc quan và tràn đầy sức sống trên chính mảnh đất quê nhà. Con rồng trái tiên khởi đầu lập nghiệp, khẳng định chủ quyền, đánh tan xâm lược. Núi trời phương Nam có một rồng kiên dương mình góp sức xây dựng nước nhà phồn vinh thịnh vượng. Ngân hàng Kiên Long sẵn lòng chia sẻ.